Hello, xin chào các bạn nha. Trước mặt mình là chiếc xe Vario độ một quả billet, đây là billet titan bách nhiệt màu 6K các bạn ơi. Đó, một bên thì để đèn chiếu sáng zin luôn các bạn. Đó. Đó, ok ha. Một bên vẫn để đèn chiếu sáng zin và một bên thì để lé ha. Đây là billet titan bách nhiệt màu 6K phiên bản ô tô các bạn. Đó, ok ha các bạn ha. Rồi em mở đèn billet giùm anh luôn nha. Cái đầu cốt của quả billet. Đây là billet titan bách nhiệt màu 6K nha các bạn. Sáng cái là tinh tế luôn các bạn ơi, sáng cái là tinh tế luôn nha, độ sáng cực kỳ tốt luôn các bạn ơi. Đó, các bạn lắp một quả pin này các bạn không cần phải lắp pin trời sáng. Mở pha em ơi. Đó, pha hai bên đều sáng các bạn. Đó. Ok, rất là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Tắt pha mà luôn. Đó. Rồi tắt cốt đi. Bắt xin ban ngày, bắt xin ngày. Đó, bắt xin này các bạn, bắt xin lên chung 2 thì 2 bi luôn này các bạn. Đó. Xin lỗi các bạn, đây là một bi và một đèn chiếu sáng zin, bắt xin lên là một đèn chiếu sáng zin pha và một bi led. Rất là đẹp luôn các bạn ơi. Ở ngoài rất là đẹp luôn. Ở trong video thì các bạn sẽ thấy nó hơi bị trắng một tí xíu ha. Rồi ok, có bạn nào làm xin liên hệ shop mình nha, địa chỉ là 235C đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân các bạn nha, số điện thoại là 0346669686 nha. Cửa hàng mình tên là độ đèn xe máy Son Anh. Số điện thoại trên đây mình có đăng ký Zalo, các bạn nào có nhu cầu tìm hiểu thêm thì inbox Zalo với mình luôn nhé. Mình chỉnh cái độ bình thường là mình sáng rất là sáng luôn các bạn. Đó. Rồi. Đây mình thử đèn chiếu sáng zin cho các bạn xem. Đó, đèn chiếu sáng zin nè các bạn ha. Đó, mở đèn bi led luôn. Rất là đẹp luôn các bạn, mở pha mà luôn. Rồi tắt. Rồi ok, bắt xin ban ngày luôn, bắt xin ban ngày. Rồi tắt. Rồi, đây là cái công tắc mà mình chế thêm cho anh trai mở đèn chiếu sáng nè các bạn. Đó, một ngất thứ hai là mở đèn chiếu sáng nè các bạn. Đó, ngất thứ hai là đèn chiếu sáng nè các bạn. Công tắc này nó liền lạc luôn nha. Nếu mà các bạn nhìn ở trên nhìn xuống thì nó thẳng đều luôn các bạn, không có bị hở luôn nha. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã xem con rất là nhiều.